Glory, all of Mars. Book Club, all of Mars. Glory, Rogan, all of Mars. Glory. Vâng, chúng ta đến với trận đấu thứ ba ở set đấu thứ tư ở set đấu thứ ba. Tỷ số là 2-1 nghiêng về Song Long cộng Game TV. Đây là sang của game thủ chán đời trong cánh. Đây là Summerian của chim sẻ đi nắng. Đây là Egip 9X Pro và cùng huyền thoại Long Thứ Gia cầm AC. Vâng, toàn quân hay, có mỗi quân chim sẻ là Summerian thôi. Chúng ta cùng theo dõi màn hình máy của game thủ 9X Pro. Trận này cầm cung tuyển ngoài cánh. Xem anh thi đấu như thế nào. Vâng, 9X thì vẫn thi đấu rất xuất sắc. Vâng, nền đất của 9X và nền đất của nhà chim sẻ thì đều xấu cả. Đây là những nền đất sa mạc. Vâng, bãi nhiêu đầu của 9X Pro. Lùa về nhà chính luôn. Thấy voi rồi, vâng, voi đang vẫy. Liệu có phải là một đôi voi không? Voi đang vẫy là có rất nhiều khả năng là sẽ là một đôi voi. Bãi hiêu vẫn đang từ tốn và chậm rãi được đưa về. Các bạn có thể thấy rằng 9X đánh rất chắc bài. Nhưng vấn đề là rừng không hề có, trận này chém thôi. Ở trong cánh là Seng. Vâng, cứ chém được cái gì thì chém. Seng của Long Chắn Đời trong cánh, như các bạn có thể biết được là cái sức phát triển của Long Chắn Đời nó khủng khiếp như thế nào. Vâng, tên anh là Chán Đời, vì vậy anh chém theo kiểu xả thân. Xin lỗi, cầm cung thì còn bá đạo hơn rất nhiều. Hai rừng, một rừng dừa, một rừng cọ. Xin lỗi các bạn, một rừng dừa, một rừng thông. Vàng đã thấy. Egypt thì có lợi thế đào vàng nhanh 25% so với tất cả các quân còn lại. Phù thủy thì hú tầm xa 10+3. Bãi hiêu thứ hai đã thấy. Vẫn đang đi dò. Vâng, có lẽ bây giờ sẽ câu voi thôi. Bãi hiêu thứ ba. Vâng, lại một con voi vẫy tai. Đôi voi. Đây có phải là đôi không? Vâng, một voi thôi. 1+2=3. Vâng, phép toán của một cháu bé lớp 1. Không, có lẽ là của 5 tuổi thôi. Cháu Bảo Long, bình luận viên tương lai của Game TV. Vâng, anh là cùng lúc câu hai voi. Hai hit. Những chú voi bản đồn. À vâng, quay đầu rồi. Có chết dân không? Vâng, chết dân. Các bạn có thể nhìn thấy xác nông dân đang nằm xuống giữa chiến trường. Vừa rồi anh định làm một pha phiêu câu hai voi bằng hai nông dân nhưng không thành công. Không thành công, và cái giá phải trả đó chính là một nông dân nằm xuống hy sinh. Vâng, rất anh dũng. Bây giờ thì con voi thứ hai sẽ nằm xuống rồi. Tiếp tục sẽ là con voi thứ ba, đồng thời đóng chiếc S. Làm việc này thì dễ hơn đóng cả E luôn. Anh tù vẽ chạy. Vâng, bây giờ sẽ là ăn bãi hiêu này, đồng thời ăn con voi thứ ba luôn, chứ anh không câu voi thứ ba về nhà chính. Vâng, đóng ngay một chiếc S. Dân, 9X đã không xin dân. Chiếc S thứ hai, cung hay chém? Vâng, nhiều khả năng sẽ là chém. Bài này hơi xấu để mà đánh cung. Câu con voi thứ ba. Vâng, bây giờ anh mới câu con voi thứ ba. Vâng, ngay sát nhà của 9X có một game thủ đang ăn bãi hiêu mà 9X đã dò ra. Ai đây? Vâng, BB. Câu voi về hơi muộn, nhưng không sao, về nơi nông dân đóng BB xong là vừa. Có lẽ là sẽ đánh cung. Vâng, con voi thứ ba nằm xuống. Đóng nha. B. Vâng, đánh BA, đánh cung. Còn đây là BM. Một bài không phải là quá đẹp, nhưng 9X vẫn đang rất hổ báo.
Thực ra thì Long Keng sẽ đẩy quân ra sớm, vì vậy ông Chinix cũng rất tự tin. Đầu 10. Vâng, 11 tròn, 26 dân Egypt tìm rừng. Vâng, tìm thì cái gì thì ăn cái đó. À, vâng, trúng lô luôn. Đập luôn được một bãi quả. Trận này mà không bị phát hiện bãi quả, lực khỏe. Bãi gỗ đầu tiên bo bê kín, bãi gỗ thứ hai kín nốt. Dân nhà chính vẽ 4 cái ruộng, chốt 2 e 2 đầu. Chuẩn luôn. Vâng, một cái e đã kín được. 2 e đã kín được bãi gỗ thứ hai này. Chỉ cần có thêm... Vâng, đây rồi, gặp rồi. Cung tê đang công thẳng ở bãi vàng của Ninja Cận Thị. Quá đen cho anh. Đóng vàng ngay, vâng, người ta gọi là ăn trộm vàng nhà của 9X Pro. Cái luật bị như thế này thì khó cho game thủ Ninja Cận Thị rồi. Vâng, các bạn có thể thấy bãi vàng bò bế chốt E hai đều và bị cung tê bắn. Không biết làm thế nào, bây giờ anh mới đập phá BE để chạy dân thì đã chết. Vâng, chết mất một con đồng dân rưỡi. Cung tê vẫn tiếp tục truy đuổi. Vâng, rất khó, không biết ngựa giò, như dường như ngựa giò đã chạy thẳng vào trong cánh của game thủ Long chán đời rồi. Hai nông dân của Pa nằm xuống. Vâng, Pa BA đối đầu với Pan. Vâng, lạc đà của Pan xuất hiện rồi, con cung tê sẽ nằm xuống. Cái tội giết dân. Pan ngay sát nhà Egypt. Trận này Egypt mà đánh chém thủ hù thì cũng có cái hay của nó. Vâng, đến bao giờ mới có thể xong bánh xe? Không được rồi, bãi ăn hoàng. Đúng là được cái nọ thì mất cái chai, dù sao giết được con ngựa giò rồi. Cặp mắt kính tràng tiền. Chinix vừa mới sắm. Xin lỗi các bạn, là Ninja Cận Thị vừa mới sắm. Thì này bị cướp ở dọc đường. Vâng, dường như Long Keng quả này phế rồi. Vâng, Long Keng đánh chém. Ekip đánh chém. Vâng, Long thiếu gia AC tham 31 ăn rừng dừa. Vâng, Seng đánh chém phủ lên. Một nhà cung luôn. Chém thẳng vào trong cánh, bỏ qua nhà đằng Pa Miran để cho Ekip của 9X tự xử lý. Sống chết mặc bay. Vâng, Long gia vẫn đang bo bế rất kín. Còn chim sẻ. Vâng, tham 20 khi đối đầu với X-Man. Đây rồi, X-Man không biết cầm quân gì, phải chăng là Seng? Nông dân rất nhanh, ra các dự là IA. Vâng, con phù thủy. Không được cái gì, vâng, không được cái gì. Nông dân đã đập chết được con ngựa giò. Đây là nông dân IA rồi, tôi thấy chạy cực nhanh. Chúng ta hãy cùng trở lại với màn hình của 9X Pro. Tham 26 đã có cung R tụ lại. Tham lai chim, điểm số chim sẻ đang rất cao vì chim sẻ đi dò bản đồ được khá nhiều rồi. 3VA 9X vẫn đang sóc không được đều cho lắm. Bắt đầu vẽ ruộng xung quanh nhà chính nhà mình. Có lẽ là phải vẽ tiếp sau đó vẩy e thôi. Vâng, vẩy hai cái e. Kín được khu vực làm ăn chính. Liên tiếp được chắn đời bơm đồ để Ekip lên được cung tuyển. Vâng, Long đưa ra có một. Giật dị. BA thứ tư. Vâng, chắn đời trận này Seng hy sinh đánh chém. Anh không cầm cung nữa. Rất phiêu. Vâng, bây giờ thì cung R Egypt mới chỉ có than là 31 thôi, bắt đầu đẩy đi. Có khoảng chục con cung R rồi. Vâng, Pamiran chết đến bãi vàng rồi, Ninja không để ý một chút nào. Coi như Pan bây giờ chỉ còn lạc đà thôi, chứ còn dân của anh có lẽ là không còn nhiều. Bị game thủ 9X Pro bắn mất khá nhiều rồi. Ngay từ con cung tê đầu tiên đã chết mất 2 dân. Tiếp đó bây giờ là 4 dân đào vàng. Khó, nhưng tôi nghĩ bây giờ vàng Pamira vẫn còn. Do từ bến sáng nay không sóc lạc đà đều được. Với số dân ít ỏi như vậy, bây giờ đang công thẳng lên góc 12 giờ. Đối thủ của các anh sẽ là ai đây? Chúng ta cùng chờ đợi xem. Vâng, tham lai đang đè rất mạnh rồi. Chim sẻ và xem tao mà tôi đã ngó. Khoảng 60-40 rồi. Một đường cong đang vẽ lên chiếc tham lai mà bên phía Game TV Song Long đang đè. Vâng, tôi xin tặng bài hát đường cong cho cặp đôi hoàn hảo Game TV cộng Song Long. Cuộc tái ngộ này có vẻ như rất hợp lý.
Vâng, đây là hòa nhập chứ không bao giờ hòa tan. Song Long sẽ cộng với chim sẻ tham dự vào các giải đấu. Vâng, đây rồi, bò bế cực kín. Tôm ơi là tôm, nông dân chưa bánh xe. Đi về đâu? Vâng, tôi xin tặng bài về đâu. Vâng, dường như có nhà lên 4. Nhà lên 4 dường như là nhà của màu 4 game thủ X-Man. X-Man đã nhảy 4, có hot. Đó là thông tin vừa được báo về. Nhưng không xoắn, bên này toàn cung tuyển. AC, Egypt, Seng, Summer, chim sẻ đánh chém giặt dẹo, tham 29. Vâng, màu 4 nhảy 4 rồi, đây rồi, 9x đang công vào, những con hot gì đây? IA hay là cho son? Chưa thấy có lửa. Cà tha, vâng, đoán hai phát đều sai. Vâng, như vậy là lạc đà. Lạc đà Pamiran đang thủ nhà toàn bộ cho game thủ X-Man khi mà đã lên được hot. Chiến X Pro đang bị lạc đà Pan chăn dắt. Vâng, rất khó chịu, các bạn có thể thấy lạc đà Pan chém phũ. Nhưng mà Long thiếu gia thì lại chui vào từ đầu khác. Vâng, Dương Đông kích Tây. Vâng, lạc đà đã phải rút lui. Bây giờ thì hai cung R, một AC, một Egypt tụ lại đấu với C của Katarian. Vẫn chưa có lửa. Anh vẫn đang châu quân chứ chưa nâng cấp hết các công nghệ. 9x bắt đầu vẽ ruộng, tập phát triển to. Vâng, xin lỗi các bạn là phát triển to chứ không phải là tập. Bây giờ một tập thì bao giờ lên được huyền thoại. Vâng, một con voi sinh ra chết luôn. Lạc đà Pan chảy vào. Vâng, đảo thôi chứ còn hot bắn là chính. Lạc đà lao vào những con cung R AC và những con cung R Egypt thì cũng không thấm vào đâu. Đặc biệt là khi đã tụ lại như vậy. Vâng, các bạn có thể thấy lạc đà Pan chém đằng sau, hot bắn ở đằng trước, khá lợi hại. Không biết ninja cận thị được bơm đồ hay sao, bây giờ anh đang rất đông lạc đà chảy cả vào nhà của 9x Pro. Tham lên 4 của X-Man khá khỏe. Vâng, 9x thủ nhà rất hay, nhờ một cái e ken được hai con nông dân. Vâng, lúc này ngay cả tham chim sẻ ngoài cánh bên kiện đã có tham là 37 rồi. Chúng ta đá qua các nhà, 9x Pro vừa bị mất khá nhiều quân do ốp nhà X-Man và thủ nhà lúc này tham là 48/76. Vâng, bị tôm công vào. Đây là chim sẻ tham 38. Đây là Long thiếu gia tham 66. Vâng, nhà toàn rừng dừa, hơi tù. Còn đây là Long chán đời tham 26. Vâng, Seng giặt dẹo đi quản lý nhà tôm và nhà của ninja cận thị thôi. Vâng, 9x đang rất trâu ruộng để có thể bơm đồ cho một người bên phía của Song Long cộng Game TV nhảy 4. Quân trận này rất đẹp. Một Egypt, một AC, một Seng, một Summer. Bên phía của Indogame có một Katarian, một Pan của Ninja Cận Thị, X-Man không biết, X-Man IA và Tom Roman. Vâng, cũng là những quân không hề xấu, nhưng mỗi tội là không có cung thôi, đều là 4 chém cả. Vâng, chim đang âm đồ và đã bắt đầu chuẩn bị nhảy 4. Summerian lên chơi hot chống lại những con hot của Katarian. Vâng, này 9x đang phát triển to để bơm đồ cho chim sẻ cầm Summerian nhảy 4. Vâng, phút 30 của trận đấu và đã bị đít. Tham Lai thì đè 70-30 rồi. Nhưng vấn đề là có một quân đời 4. Vâng, chán đời bị đít. Khó để xử thắng rồi.
Vâng, timeline đè quá mạnh rồi, các bạn có thể thấy. Timeline đè 70-30 rồi. AC đang khỏe, Egypt đang khỏe. Chim sẻ đã kích 4 được 5%. Chúng ta chuyển sang màn hình chim sẻ và nhìn cái nhà đang kích 4. Vâng, chim sẻ đang để nhà kích 4. Vâng, 5% Summerian. Tham 32 đang được Long Keng bơm đồ nhiệt tình. Vâng, các game thủ bên phía Indo đã quyết rồi. Chúng ta cùng chờ đợi phán xử. Phút 30 có quyền xử tham.